trọng. Đeo dấu này để cho nó tránh cái nạn, tại cái sàng lọc này nó ghê lắm, mình đâu có biết đâu. À, mình không chết COVID mà hôm nay đâu biết mình chết vì lạc đạn hay là mình chết vì hàng xóm của mình, mấy hàng xóm nó đói, nó đói thì cầm mã tấu vào nhà mình đâu biết được. Đủ kiểu chết hết. Hoặc là khi mà loạn lạc, người nào có xe mà không có xăng cũng chết. Rồi con cái hay người những người đang, nhất là những người đang bị bệnh á, hoặc là những người bị tiểu đường hay người bị cholesterol cao máu, không thuốc cũng chết đó nghe, gì cũng phải chuẩn bị. Rồi cướp, nạn cướp đó. Thì nên đeo cái này, đó là khuyên kia, không phải là giảng đạo quý vị Kiệt, là truyền tin chứ không phải truyền đạo, nhưng mà chỉ nhắc nhở thôi. Hôm nay này Kiệt nhắc nhở, chuyện gì đến thì cũng đã đến, mua lương thực dự trữ thêm đâu sao đâu, đâu có mắc gì đâu, đâu có gì đâu mắc cỡ. Mình quê với thượng đế là cha của mình làm gì mình phải mắc cỡ. Khi nào mình bị ma, con cháu của ma quỷ nó gạt lâu nay rồi, hôm nay mình chánh kiến mình biết cái đó là trò ma mị của thế gian, thì mình quay về với cha mẹ mình, cái đó là điều rất là tốt, cha thương mẹ thương chứ đâu có gì đâu mắc cỡ. Những thầy những tăng lâu nay cứ cứ nghe theo sư phụ mình, rồi sư phụ mình tịch thì nghe là kinh điển thì bị thần tú thay đổi, thì hôm nay mình biết được là mình cũng vẫn tu đại thừa, mình cũng vẫn đọc tam đại tạng kinh, rồi mình biết thêm thượng đế đâu có sao, chứ đâu có giống như những phật tử ở ngay cái vùng của Thiên Long Sơn này thấy Kiệt còn hơn là thấy quỷ. Mình nói lời thật, tại mấy nghìn năm mấy trăm năm kinh điển Phật giáo bị sai lạc, hôm nay Kiệt nói lại những cái gì sự thật và đúng thì họ không tin. Thì Kiệt là người ở vùng này bị Phật tử chửi nhiều nhất đó, quý vị có biết không? Họ không có biết cha biết mẹ là ai hết, họ cứ nói Kiệt là đồ khùng đồ xàm mê tín gì đó, trong khi ngày hôm qua có clip Kiệt nói là 15 triệu rồi đó, đổ tiền vô để mà xây cái chùa cho họ tu, mà cuối cùng họ không có cảm ơn mà còn chửi. Tại đến giờ chót á, việc xây cái Thiên Long Sơn thì nó lại khác hơn cái ý tưởng của mấy thầy, mà nhất là mấy thầy ở bên kia gửi qua nữa thì càng quá khác. Thế như Đạo Phật nói nhiều vòng vòng, hôm nay mình chủ yếu nói về cái chiến tranh thứ ba đang bùng nổ và sắp sửa xảy ra, và có thể nha, có thể nó sẽ ra lan rộng ra tới Á Châu, nhưng mà chủ yếu chính vẫn là cái thầy tennis bữa nay chính thức khởi động là chìm. Thầy tennis là mình vừa nói lâu nay á, là tất cả những cái ác trên thế gian, những cái của ma quỷ nó đặt xuống trái đất này sẽ đi vào quá khứ để trả lại cái trái đất này một thời thanh bình cho những nghìn năm về sau, mấy nghìn năm về sau, thời Phật Di Lặc. Thời đó con người không còn hung dữ nữa, không còn hơn thua. Cái này á, giành nhau có một chút đất ở Biển Đông, Tập Cận Bình giành có cái đảo, vậy mà đánh nhau quá trời, tốn cả hàng nghìn nghìn tỷ. Những thập kỷ về sau, những năm về sau sẽ không còn nữa. Mình đã quá bị cực rồi, 2 năm Covid cộng lại với kinh tế Sài Gòn bây giờ không có công ăn việc làm, tiền bạc nghèo nghèo thêm, đói đói thêm, giàu thì cũng không có xài tiền. Nếu bây giờ mấy người đại gia Việt Nam giàu á, mà giờ muốn ăn ngon hay là có một chỗ đi chơi thoải mái cũng sợ nữa, sợ dính Covid, cho nên người có tiền cũng như người không có tiền giống nhau. Cuộc sống xáo trộn thay đổi, nhân loại rất là thay đổi rất là nhiều.